Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây chính là nhà của Eric. Đó, mọi người có thể thấy thực ra là trông thì khá là đơn giản. Tại vì thực ra Eric không phải là một người thích đề co quá là cầu kỳ. Nhưng mà ở nhà lâu ngày đúng là cũng hơi chán. Mà cứ nhìn cái không gian này hoài thì đúng chán thiệt. Cho nên là hôm nay rất là trùng hợp là Eric mới nhận được một thùng quà từ chương trình Không Độ Chill and Cool. Và nhận được một nhiệm vụ, đó chính là Eric sẽ unbox hộp quà đó và tận dụng tất cả những đồ mà Eric có trong nhà để có thể dựng lên một set thật là chill và cool. Và ngay bây giờ mọi người hãy cùng theo chân Eric để dựng cái set này lên xem như thế nào nha. Let's go. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Đức Phúc đây. Và như mọi người có thể thấy là mình vừa mới hoàn thành và vừa mới set up xong một góc rất là chill ở trong nhà này. Mọi người có thể nhìn thấy. Và đấy, đây chính là một bãi biển mini ở trong nhà. Một bãi biển, bình thường khi mà nghĩ đến bãi biển nó sẽ rất là rộng lớn. Nhưng ngay hôm nay chúng ta đã có một bãi biển mini ngay trong nhà. Như mọi người có thể thấy, chúng ta có một chiếc phao chú rùa đang nằm ươn trên này. Một cây dừa khổng lồ, mây trời rất là thật và sóng vỗ rì rào. Ngay phía sau Phúc là một chiếc ghế lười màu xanh cũng rất là hợp với khung cảnh này. Phải thú thực với quý vị rằng là Phúc đã ở nhà quá lâu rồi nên bây giờ rất là thèm vitamin C, rất là thèm đi du lịch, thèm đi biển, nhưng chúng ta không thể nào mà đi được ra ngoài nên Phúc đã set up ngay một góc rất là chill trong nhà đây. Và khi mà chúng ta chill thì không thể nào mà thiếu đồ ăn. Và đã có đồ ăn rồi và đã có khung cảnh rất là đẹp rồi thì ngay bây giờ chúng ta chỉ cần bật một chút nhạc thôi. Let's chill. Woo! Sau vài tiếng vật lộn thì cuối cùng Eric cũng đã set up cho mình một góc rất là chill, có lều này, có biển, có cát, và giờ thì sẵn sàng để chill thôi.